nói đến thư từ thì chúng ta trước khi nói đến cái sự phân loại của thư từ thì chúng ta sẽ nói về vai trò và ý nghĩa của thư từ à, khi nói đến thư từ là một hình thức văn bản thường ban hành trong hoạt động kinh doanh và điều này dẫn đến là cái mục đích và vai trò ý nghĩa của thư từ đem lại đó là mục đích để trao đổi thông tin để nắm bắt được những thông tin giữa các cơ quan tổ chức cá nhân với nhau để có thể hiểu hơn về những vấn đề mà uh, trình bày giữa cái đối tượng ban hành người gửi và đối với người nhận về có thể hiểu được những lượng thông tin đó. Do vậy từ cái vai trò và ý nghĩa của thư từ này thì các em lưu ý là chúng ta sẽ phải thấy rằng là khi nó đến thư từ không phải là một hình thức văn bản mà nó sẽ ban hành rộng rãi mà có thể thấy rằng là khi có nhu cầu mà thiết yếu cần có thể phát sinh xảy ra trong hoạt động của bất cứ một cơ quan đơn vị nào thì có thể ban hành thư từ. Phần tiếp theo phân loại thư từ khi nói đến phân loại thư tử thì chúng ta sẽ dựa trên các tiêu chí khác nhau để phân loại à, có tất cả 5 tiêu chí khác nhau để phân loại thư từ tiêu chí thứ nhất là chức năng tiêu chí thứ hai quan hệ tiêu chí thứ ba về địa chỉ và tiêu chí thứ tư nội dung tiêu chí thứ năm là hình thức trong năm tiêu chí này à, đầu tiên đó là nói đến cái phân loại theo chức năng thì đối với phân loại theo chức năng thì chúng ta sẽ có những cái thư ví dụ như là à, thư ngỏ thì có thể chúng ta thấy cũng là một loại thư à, hoặc là thư đề nghị thư đề nghị cũng là một loại thư mà thể hiện cái chức năng của chức năng đề nghị à, hay thư chấp thuận thì đấy là những cái phân loại theo chức năng à, phân loại thứ hai đó là phân loại theo quan hệ thì chúng ta thể hiện đó là phân loại theo quan hệ thì có những thư thư từ đó là quan hệ giữa cơ quan cấp trên và thư quan hệ giữa cơ quan cấp trên và cơ quan cấp dưới phân loại theo địa chỉ thì chúng ta có thư từ đó là cụ thể là thư từ ở những cơ quan đơn vị nào cụ thể cho những địa chỉ nào còn phân loại theo nội dung thì chúng ta thấy là những nội dung về công việc hay nội dung về vấn đề là trao đổi thông tin hay là nội dung về vấn đề là hỏi thăm thì chúng ta sẽ có thư từ về những loại đó và phân loại theo hình thức thì chúng ta có phân loại thư từ ví dụ như theo hình thức ví dụ như hình thức truyền thống và hình thức trực dẫn hình thức truyền thống hay hình thức... Trực, uh, gián, uh, hình thức uh, Uh, hiện đại ví dụ như là nếu mà phân loại thư từ theo hình thức truyền thống đó là thư từ uh, bằng viết tay mà chuyển giao giữa người người gửi và người nhận uh, và thư từ mang tính chất hiện đại hiện nay mà đang thường xuyên sử dụng trong hoạt động các cơ quan hiện nay đó là thư từ thể hiện làm tính hiện đại về mặt hình thức của nó Đó là thông qua địa chỉ uh, mail hay là gọi là thông qua thư điện tử hoặc thông qua các tin nhắn điện thoại thì đấy chính là những cái cũng là sự trao đổi về thư từ mang tính chất hiện đại hiện nay thì trong quá trình mà soạn thảo đơn từ thì các em cũng phải chú ý đến cách sự phân loại của các từ từ này